Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Kỷ Dậu 1969 luôn luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 9, tuổi Kỷ Dậu cũng có những bước đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 9, do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 9 âm lịch, những người Kỷ Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 có mệnh là đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi người đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, sau khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước, thành công càng ngày thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ nóng nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới thì biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục. Như thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bạn. Dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao, tự đại, nếu không dễ dàng trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Theo góc nhìn tử vi tuổi Dậu 2022 thì tháng này, vận khí của người tuổi Dậu sinh năm 1969 tương đối ổn định. Tuy vẫn có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách giải quyết. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt là nam mệnh, cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày. Đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm tới tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng xa làm bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo lại gặp rắc rối. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp canh dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ Kỷ Dậu, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy có quý nhân tương trợ nên tháng này gia chủ dễ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng và cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc là làm việc trong môi trường mới hoặc gặp gỡ tất cả các khách hàng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận chính sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem vận trình tài lộc tháng 9 âm lịch của gia chủ Kỷ Dậu khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng.
Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời. Tuy nhiên cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ rê, dụ dỗ, kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao, còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tài sản sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà sức tay tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu. Vật phẩm giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 9 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người Kỷ Dậu. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã hội. Khi làm việc, cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra, cần cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương, tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Các chuyên gia tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết cách trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Kỷ Dậu có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hòa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tử Thìn. Đối với những người Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 9, tức ngày 5 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 9, tức ngày 17 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.